Dạ, em Đức xin chào toàn thể bà con chăn nuôi nhá. Hôm nay gọi là đầu xuân năm mới. Em đi làm từ hôm mùng 2 Tết đến hôm nay em mới về. Cũng có chút thời gian để quay chia sẻ cho bà con những cái video nó thật là hay, thật là ý nghĩa. Thì trong năm mới này em cũng có rất là nhiều những cái thay đổi, ví dụ như những cái kế hoạch xây dựng lò ấp trứng, cung cấp những con giống chuẩn tới tay bà con chăn nuôi. Con giống thì em sẽ quản lý đầu bố mẹ thật tốt để cung cấp những cái con giống chuẩn nhất, tốt nhất tới tay bà con. Mọi tất cả những cái con giống em cung cấp ra thị trường đều được em quản lý rất là chặt chẽ, chứ không cung cấp những con giống kém chất lượng hay là còi yếu ra thị trường. Vì mình nắm được con giống bố mẹ thì chắc chắn là mình sẽ cung cấp được những con giống con chuẩn nhất ra thị trường cho bà con. Em thấy bà con mua dính những cái gà lai, những cái gà kém chất lượng rất là nhiều, nên khắc phục những cái tình trạng đó thì em sẽ làm về bên con giống nữa, và em sẽ vận chuyển theo cái cách của mình. Chứ không vận chuyển con gà bóc trứng, khi con gà bóc trứng ra nó không có đề kháng mà mình vận chuyển đi xa thì con gà nó sẽ không chịu được. Những cái vấn đề này thì em chia sẻ ở những cái số video trước rất là nhiều rồi, bà con có thể là vào xem lại giúp em. Em đang gây mái để mình chọn lọc cái con nó khỏe nhất để mình giữ lại, mình làm con mái sinh sản, mình lấy trứng. Như bà con tham rẻ, bà con xem ở trên những cái hội nhóm, bà con lướt Facebook, thấy những cái trang trại người ta bán con giống, con người ta báo giá em thấy rất là nhiều. Trang trại người ta báo giá gà mía 5-6 nghìn một con hay 7-8 nghìn một con. Thì nói thật với bà con, mía đấy là mía ăn thôi, chứ không có gà mía đâu. Nếu gà mía thật thì ở tại khu vực em bây giờ ta đang cung cấp ra là 15 đến 16 nghìn một con, một con giống bóc trứng. Thì đấy mới gọi là mía, chứ không có một cái thể loại mía nào nó rơi vào 7-8 nghìn mà 9 nghìn một con đâu ạ. Đấy, thì em sẽ quy hoạch để em nuôi mái đẻ ở đây. Những đàn này thì em sẽ chọn lọc ra để con mái nó khỏe mạnh nhất. Cái đầu tiên bà con muốn con giống nó khỏe mạnh thì bà con phải kiểm soát được đầu giống và đầu con gà sinh sản, nó phải không bệnh tật, nó thực sự là khỏe mạnh thì nó mới đưa ra những cái quả trứng tốt nhất, và mình ấp cho con gà nó cũng đạt được cái tỷ lệ sức khỏe tốt nhất, và con gà nó đều chứ không có hiện tượng là con to con bé. Khi con gà bố mẹ nó đều nhau tam cấp ấy, thì nó đẻ trứng ra nó sẽ đều nhau thôi. Chứ bà con mà cứ thấy ấy, mình bắt giống ở trên mạng về thì không có một cái điểm tựa nào cả, gần như là mình không biết con gà bố mẹ nó là con gì, mình cũng không kiểm soát được cái giống chuẩn hay không. Đấy, bà con hay bị lừa là ở chỗ đấy. Năm nay em gây rất là nhiều loại gà, bà con gần như là cần những cái giống gì thì em cũng đều cung cấp được. Đây, em cho bà con tham quan qua cái mô hình nhỏ nhỏ này của em nuôi vui thôi. Đây là ít đông cảo, gà rừng và gà tre, gà trọi. Em đang đây là gà ác. Gà tre của em thì đang sinh sản rồi, em cũng đang cho ấp. Gà rừng của em, gà rừng thì nó rất là nhanh mà nuôi vui thôi ạ. Đây, em vừa mới tận tay đi về dưới Hưng Yên để tuyển chọn được ít gà đông tảo. Đây em chia sẻ cho mọi người luôn.
Chết, cả đàn to này của em là đang có dấu hiệu là bị hen, bị chớm hen. Đây, đàn đông tảo của em đấy, là con nhìn rõ không? Đàn này là em tuyển chọn trực tiếp đây, giống thuần 100% luôn, không lai tạp phát đạt gì cả. Bà con cứ bảo là úm gà đông tảo này nó rất là khó, nó hay bị chết. Từ đây bà con nhìn em úm đây, đàn này thì em khẳng định luôn sai số nó chỉ có 5% thôi nếu mà có chết. Vì trực tiếp em đi tuyển giống, em đi bắt giống, những con giống nó khỏe nhất em bắt là cái giống thuần chủng nhất, chứ không lai tạp vớ vẩn gì cả. Để em gây lên một ít đông tảo tuần. Gà úm thì bà con cứ lưu ý thôi, mình quay cót như này 100 con gà thì nó chỉ rộng khoảng độ 80 phân vuông là được rồi, hoặc là bà con có thể cho lên 1 mét vuông cũng được, không sao cả, cũng không cần thiết là phải rộng quá. Sau này nó tùy theo cái mức độ phát triển của nó mà mình nới quây ra. Ừ, đàn này thì em uống rất là đơn giản đấy, có mỗi một gói thuốc uống thôi, còn khi nào mà nó bị bệnh gì thì mình bổ sung thuốc theo giai đoạn đó. Chứ gà bé thì bà con tuyệt đối là không nên sử dụng quá nhiều thuốc kháng sinh vào. Bây giờ hệ thống tiêu hóa nó rất là non nớt, chủ yếu là bây giờ cho nó ăn với thuốc úm mà cho tiêu lòng đỏ thôi, con gà nó sẽ rất là khỏe mạnh. Còn với con gà đông tảo này nói riêng thì bà con lưu ý mình cho uống nước ấy, thì trong vòng 1 tháng đầu bà con chịu khó là đun nước lên, đun nước sôi để nguội bà con cho nó uống, thì em đảm bảo với bà con là nó sẽ hạn chế được những cái vấn đề chết chóc cho bà con rất là nhiều. Cái đường ruột của con gà đông tảo này nó rất là kém, nên là ở trong những cái nước lã ấy, mình cho uống nó có vi khuẩn thì nó rất hay bị bệnh đường ruột và dẫn đến con gà nó bị chết. Đây, nước của em thì em toàn là đun sôi mà để nguội em cho uống trong vòng 1 tháng đầu thôi, để bà con cẩn thận. Chứ còn là đối với con gà ta thì không cần, là có chấu rồi em. Chống cả mái của em đây, lần này thì đang ở những ấy đang bị hen xẹt. Em về nhà rồi thì nhìn thấy gà cũng đang có dấu hiệu bị hen thì bắt đầu cho uống thuốc rồi. Gà này 1 2 hôm là hết thì nó mới chớm thôi ạ, nó chết mất của em mất hơn chục con. Mình chăn nuôi mình không nắm bắt kịp thời thì mình chữa nó rất là tốn kém. Đàn này thì em đang đi chữa gà ở những khu vực khác, mình va chạm với nhiều bệnh tật, mình về đến nhà thì con gà của mình rất khó để tránh được bệnh được tật, nhưng mà mình kiểm soát được cái đầu bệnh nó thì mình không sợ thôi ạ. Nhưng mà đáng ra mình giảm tránh được ấy thì những cái tiền đấy mình tiền mình dùng thuốc cho gà ấy, mình làm việc khác nó hiệu quả hơn. Nhưng đằng này mình không tránh được thì bắt buộc là mình lại phải dùng thuốc vào, nó gây cho con gà nó kém là một phần, và nó tốn tiền của mình phần thứ hai, nhưng mà nó không có cách nào khác cả. Em cũng chia sẻ rất là nhiều ở trên video trước rồi, ở khu vực em nuôi ấy chỉ là bị sớm hay bị muộn thôi, chứ còn những cái bệnh này thì gần như là không thể tránh được. Cộng hưởng thêm với cái thời tiết năm nay nó rất là khắc nghiệt, nên là bà con chăn nuôi năm nay rất là vất vả. Em thì từ mùng 2 Tết, bà con biết là em nghỉ có đúng hôm mùng 1 thôi, em thấy những bà con ở những cái trại lân cận Phú Thọ và Bình họ gọi nhiều quá thì em sốt ruột, càng người ta chết nhiều thì em phải đi. Tất cả những cái video đấy em còn chưa có thời gian để em biên soạn lại để em đăng lên cho bà con được tham khảo những cái trại em làm. Nó chỉ là một cái phần nhỏ những cái trại em làm thôi, nhưng mà em muốn đưa lên để cho bà con trải nghiệm những cái thực tế nhất, những cái trang trại mà người ta nuôi lên đến hàng 7 8 năm, hàng chục năm rồi, nhưng mà kinh nghiệm không hề có một chút nào cả. Em sang em phải bổ sung lại hết, em phải tư vấn lại cách cho người ta chăn nuôi
con biết là nuôi 2.000 gà mà người ta xác định người ta bỏ cho chết hết 2.000 gà, vì cái phần thứ nhất là thú y họ làm ở bên đấy họ không thực sự là tốt, cái phần thứ hai là người ta chăn nuôi ấy, người ta cũng không bổ sung được nhiều những cái kinh nghiệm thiết yếu nên dẫn đến con gà chết, người ta không biết bị chết làm sao, và thú y bên đấy thì người ta không dám nhận chữa nữa. Thì em sang em đã làm đến đàn đấy là thành công được đến 90% rồi, chữa những cái chạy gần gần như vậy là em khẳng định luôn là em phải chữa khỏi, xong em mới quay lại em lấy tiền, vì cái căn bản là mình muốn gắn cái trách nhiệm của mình vào với người dân, chứ không thể là mình đưa thuốc vào cái xong rồi mình lấy tiền ra để mình khẳng định được lời nói của mình, mà lời nói của mình muốn có trọng lượng, muốn có tác dụng thì điều đầu tiên mình phải làm tốt được việc của mình thì mình mới nghĩ được đến đồng tiền là cái phần thứ hai. Chứ nhiều ông thú y ông chưa nghe nơi nào cả, chưa biết thế nào, không biết là có làm hay không, cứ đưa thuốc vào là cầm tiền ra đã, xong đến lúc sau gà của bà con chết thì vẫn chết và tiền bà con vẫn mất. Thì bọn em mà làm những cái trại thực tế thì bọn em không làm như thế, bọn em sẽ làm trực tiếp, xong khi nào khỏi bệnh thì em mới rút vốn về. Nó là một cái coi như đấy, nó là một cái cách để mình gắn được cái trách nhiệm của mình vào với lại bà con. Khi nào mà mình không làm được thì sẽ có những cái phương án để giải quyết khắc phục cùng với bà con, chứ không để cho bà con chịu thiệt một mình. Thì đấy mới gọi là làm việc, chứ còn chưa làm đã lo đến tiền thì cái đấy rất là khó, thiệt hại cho bà con rất là nhiều nếu mà thú y tay nghề kém họ làm không có hiệu quả. Thì ví dụ bà con trả tiền thẳng rồi ấy thì họ có chữa được hay không thì tiền bà con vẫn cứ là mất, thuốc họ có tốt hay không họ cứ bảo là thuốc nhập ở đâu về, nhưng mà tác dụng ra làm sao thì bà con trải nghiệm thực tế bà con mới biết. Có rất là nhiều bà con dùng thuốc của bên em rồi và đã dùng trước đó là không biết là bao nhiêu những cái thuốc thú y, có những cái trại em phải ở xa Bắc Ninh, Bắc Giang, Tuyên Quang để em phải đến thực tế, người ta tâm sự chia sẻ là cái cách dùng thuốc và những cái thú y họ đưa thuốc vào. Có nhiều nơi á, thú y họ vào con gà nó rất là non nớt, con gà mình dưới 1 tháng tuổi nhưng mà vào thấy có bệnh chớm bệnh thôi, mọi người cũng đã đưa ra cái phương án là cái phác đồ là để tiêm, em cũng không biết là tiêm vào cái mục đích gì. Thì những cái đàn như vậy ấy, tiêm thường thường là không bao giờ có hiệu quả cả. Có hiệu quả về mặt giảm bệnh tật thì nó lại đẩy cao cái mặt gọi là sức đề kháng xuống. Đấy, được mặt nọ mất mặt kia nên là chữa gà này nó không hề đơn giản một chút nào cả. Bà con phải có những cái phác đồ nó phải thực sự là hữu ích thì mình đưa vào là mới có hiệu quả cao được. Cứ thấy gà bị bệnh cứ nghĩ là đâm vào tiêm cái là nó sẽ chạy nhanh hơn là uống thuốc, nó sẽ đi thẳng vào con gà tốt hơn là uống. Thế nhưng mà người ta phải phân biệt được là giai đoạn nào tiêm con gà nó có hiệu quả và giai đoạn nào con gà đề kháng nó không có, mình không nên tiêm. Đấy. Và mình tiêm không như thế nào, những cái con gà nó yếu quá, có nhiều đàn em làm em thấy ăn nó không ăn được, uống nó không uống được, thế đâm vào để tiêm thì nó không có sức đề kháng để nó bật dậy được. Nếu muốn chữa được những cái đàn đấy thì đầu tiên là mình phải tiêm đề kháng cho nó đã, để cho con gà nó khỏe lại, nó ăn được, xong bắt đầu mình mới tính đến chữa bệnh. Chứ không thể nào mà thấy con gà nó đang rối tung rối mù lên bà con cho thú y vào tiêm tiêm mà ví dụ như có nhiều người thú y ấy họ bảo là tiêm cả hen cả cầu trùng cả các loại bệnh, họ có đàn nó ghép đến 5-6 bệnh ấy, mà người ta bảo tiêm một mũi thuốc của người ta vào là có đủ tất cả những cái yếu tố đấy thì không có, mà bà con phải tháo gỡ từ từ. Đấy là em chia sẻ cho những bà con chăn nuôi mình nắm bắt được rõ hơn về cái con gà này. Rất mong được sự ủng hộ của bà con trong năm nay thì cũng có những cái sự thay đổi, thì em cũng đã chia sẻ với bà con từ ban đầu rồi. Thì bà con xem video thấy em làm như mô hình như vậy nó hay, nó ý nghĩa, thì bà con cho em xin một like, một share, một đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Còn những cái ý kiến của bà con đóng góp thì bà con hãy viết xuống cái phần bình luận bên dưới những cái thắc mắc, những cái bà con muốn hỏi, muốn trao đổi với em.
thì bình luận xuống phần bên dưới, và em cũng để cái số điện thoại ở cái phần mô tả để cho bà con tiện trao đổi và liên lạc với em hơn. Chúc bà con một năm mới làm ăn thuận lợi, sức khỏe thì dồi dào. Đầu tiên là bà con phải có thật nhiều sức khỏe đã thì mình mới tính được đến chuyện chăn nuôi tốt được. Và bà con hãy bổ sung thật vững những kinh nghiệm để mình không bị một ai lừa được mình cả, từ thú y cho đến bên cung cấp giống. Đấy là những cái điều em muốn truyền tải tới bà con, để bà con làm nó phải vững chắc nhất. Em xin chào toàn thể bà con, hẹn gặp lại bà con ở những số video tiếp theo của em.